Nhưng vốn dĩ em là người hiền lành mà. Nếu mà em không hiền lành em sẽ không thể chơi được anh Tuấn Hải. Nói thật với anh. Em mà một người mà kiểu dạng như tính toán drama là em sẽ không thể chơi được với anh Tuấn Hải. Em thì kể cả là em có hiền đi, em không nóng giận thì em cũng không ngán ai bao giờ. Mình không phải là cái người mà giả dối để mà ừ chị ơi chị à. Thì em không phải người như vậy để mà bớt đi những cái câu chuyện thị phi trong cuộc đời em. Lại thấy Hương hết thời rồi không? Đúng, em hết thời làm người mẫu. Nhưng mà em sẽ tạm chuyển sang một cái thời khác, gọi là thời làm mẫu hậu, làm... Thực ra thì nhìn mặt mũi của em thì hàng xóm cũng chẳng bao giờ muốn hỏi chuyện của em. Mặt em rất khó chịu.